Xin cảm ơn tiếng hát thật là tuyệt vời của nữ nghệ sĩ trẻ Như Ý. Và để tiếp theo, trong khi chờ đợi tiếng hát của quý vị thì một lần nữa Lâm Hà Hèn cũng xin kính gửi đến toàn thể quý vị với một lớp trích đoạn được trích trong giờ cải lương Tướng Cướp Bạch Hải Đường. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức cho con Tám Phụng Vàng Đào 5-6 xề. Để cho vợ bạc bài thâu đêm suốt sáng,
Nhưng trong xa ngã của son phấn bạc tiền thì người đàn bà kia đã sanh lòng phản trách. Tôi không ngờ chị Nhung lại tác tệ như vậy. Phải làm sao mà anh chị có thể ngờ được rằng thằng Minh, bạn của anh chị, lại là tên tướng cướp sát nhân giết người đoạt của, là tên tướng cướp Bạch Hải Đường, mang tâm trạng của một kẻ si tình rồi lại đi sâu vào dòng tôi lôi. Vì kể từ ngày tôi được phong dương ngự trị trên ai vàng tình ái thì tôi là kẻ trắng tay, làm sao giữ nổi một lâu đài. Lẽ sống tình yêu đã đẩy đưa tôi vào nẻo tối cuộc đời. Kể từ ngày cưới Nhung về làm vợ, mình sẽ đổ vỡ một tình yêu. 30 tuổi đầu tôi chưa tạo một cuộc vui, mà nay tôi phải lao thân vào dòng lao lý. Thương là thương cho trẻ thơ vô tội, như kiếp vợ tổ bơ vơ ở cuối trời. Tôi sẽ nuôi dưỡng cháu Thu trong những tháng ngày anh bị giam cầm trong lao lý. Tôi sẽ thương yêu cháu như con ruột của mình. Trời ơi, nếu được vậy thì tôi xin quỳ xuống đây. Tôi quỳ để tôi ngàn lại anh chị mà. Anh Minh ơi, qua giây phút tâm tình tôi đã hiểu được lòng anh. Và tôi tin chắc rằng người đàn bà kia sẽ có ngày ăn năn hối hận. Cũng như tôi với anh trước sau vẫn là đôi bạn của một thời, chúng ta cùng chung lớp bên nhau. Nhưng cuộc đời thì cay nghiệt chớ kêu, hiện tại tôi là thánh cha, còn anh là tôi phàm. Tôi xin phép anh cho tôi được làm nhiệm vụ sau khi mình cùng nhau trúc cạn tâm tình. Dân, tôi là tướng cướp Bạch Hải Đường đây, tôi sẵn sàng đưa hai tay cho anh cộng lại. Còn đây bé Thu con tôi xin gọi lại, nhờ anh chị nuôi giùm cho nó được thành nhân. Xin cảm ơn những kênh quan tâm thương của quý vị đã rất là nhiều. Xin cảm ơn. Dạ xin hỏi có quý vị nào xung phong chưa ạ? Anh Năm hát bài gì?